Chào mừng anh em đến với vòng 5, vòng đấu cuối cùng của giải bóng đá giao lưu các khu phố phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại Hà Nội. Cạnh tranh rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Pha tấn công cầu thủ Thanh Minh. Quang ơi, dứt điểm. Người đang giữ bóng là Quang Tuấn. Dứt điểm. Không vào. Pha giật góc của Tuấn Vũ ở Đình Nam. Dứt điểm. Không được. Hết sức nguy hiểm trong tình huống vừa rồi. Thủ môn bên phía cầu thủ. Dứt điểm. Không vào. Các cầu thủ Thanh Minh vừa bỏ lỡ một cơ hội. Một pha tấn công cho cầu thủ Thanh Minh. Người đang có bóng là Hùng Nắc. Dứt điểm trước vậy. Người sẽ thực hiện pha đá phạt là Công Quang. Một pha dứt điểm sen. Bóng không vào. Trước quả đá phạt này. Dứt điểm. Bóng trúng cột dọc. Không được. Phản đại. Đã không có. Công Quang. Dứt điểm. Quá đơn độc trong tình huống vừa rồi. Một pha lấy được bóng. Không thể tin được. Tuy nhiên pha dứt điểm của anh đưa bóng đi trúng cột dọc. Dứt điểm. Không vào. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút thì hai đội đều có cơ hội hết sức thuận lợi để mở. Chào mừng anh em đã quay trở lại với hiệp 2 trận đấu giữa Thanh Minh và Hồng Hải. Một pha đầm bóng an toàn. Điều còn thiếu là bàn thắng mà thôi. Làm gì đây? Hay quá. Tuy nhiên pha dứt điểm chân trái lại không thành công. Đây mà. Bóng đã không đến được vị trí của Văn Hoàng Thái. Pha dứt điểm vừa rồi của... Không có điểm cắt nào được tạo ra ở trong vòng cấm. Dứt điểm. Bóng đã chạm tay thủ môn bên phía Thanh Minh nhưng mà như thế là không đủ để có thể cản phá được cú đá vừa rồi. Một bàn thắng rất bất ngờ đến từ phía cầu thủ Hồng Hải. Đã không có pha dứt điểm, vẫn còn. Không vào. Một pha dứt điểm từ xa. Tâm Neymar. Pha xuống cánh của Tâm Neymar. Dứt điểm trên trái không vào. Bóng vẫn còn. Một cơ hội rất tốt để cho cầu thủ Hồng Hải có thể ghi thêm bàn thắng. Pha nhảo bóng của Công Quang. Tuy nhiên pha dứt điểm là không thành công. Chung cho mặt trận phòng ngự. Cùng với đó họ sẽ cắm một cầu thủ ở phía trên. Để... Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Hồng Hải. Phản công. Dứt điểm nào. Bóng đã không đi vào khung thành trong tình huống vừa rồi. Trường. Trận đấu không còn nhiều thời gian. Dứt điểm. Không được. Không có cơ hội dành cho cầu thủ Thanh Minh. Như vậy là trận đấu giữa Thanh Minh và Hồng Hải đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về các cầu thủ mặc áo xanh đen. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Văn Đại.
một trận đấu rất hay và hấp dẫn đến những phút cuối cùng. Đã có rất nhiều cơ hội được tạo ra bởi cả hai đội.